Prolactin là một hormone được sản xuất bởi thùy trước của tuyến yên, một cơ quan có kích thước nhỏ được tìm thấy ở sàn não thất ba, trong hũ yên của thân xương bướm. U tiết prolactin là loại u tuyến yên thường gặp nhất trong hội chứng đa u nội tiết, chiếm 40% đến 50% u tuyến yên. Khối u này sẽ dẫn đến tình trạng đau đầu, giảm thị lực, liệt cơ mắt, thậm chí có nguy cơ vô sinh, thiểu kinh hoặc vô kinh rất cao. Nếu không được chữa trị kịp thời, bệnh u tiết prolactin tiến triển nặng có thể gây hại cho các mô xung quanh, làm mất dần chức năng tình dục và ham muốn tình dục. Vậy cách phòng và điều trị căn bệnh này như thế nào? Phương Hiếu kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cẩm Nang Sống Khỏe. Và qua đoạn phóng sự mà chúng tôi thực hiện ở đầu chương trình thì chắc quý vị cũng đã biết hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về căn bệnh gì. Vâng, u tiết prolactin. Và căn bệnh này cụ thể là một căn bệnh như thế nào, có khả năng phòng chống được hay không và điều trị ra sao? Thì mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với thầy thuốc ưu tú, chủ nhiệm câu lạc bộ đái tháo đường bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Hai. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Phương Hiếu. Xin chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, có thể nói rõ hơn về căn bệnh u tiết prolactin là một căn bệnh như thế nào và vì sao lại có tên gọi lạ như vậy? Trước khi mà đề cập đến cái u tiết prolactin thì chúng ta nên biết cái tuyến yên là vị trí nằm ở đâu. Và tuyến yên là một cái tuyến mà nó nằm ở cái sàn não thất rất là nhỏ, một cái kích thước bằng khoảng hạt đậu thôi. Mà khi mà chúng ta bị một cái khối u đó thì nó tiết ra một cái kích thích tố, quan trọng nhất là cái kích tố prolactin. Thì cái vai trò của cái kích thích tố này thì nó thứ nhất là nó làm phát dục cái bầu vú, tuyến vú, và thứ hai nữa là kích thích bài tiết sữa. Nếu mà cái u nó lớn, kích thước khối u lớn và tiết ra nhiều chất prolactin thì nó sẽ đưa đến một số rối loạn sau đây. Thứ nhất là rối loạn về kinh nguyệt. Như ở phụ nữ thì cũng có trường hợp bị vô thiểu kinh, thứ nhất kinh ít, hoặc là vô kinh là không có kinh nguyệt. Và chính cái thiểu kinh vô kinh này thì nó cũng dẫn đến cái trường hợp là bệnh nhân rất là khó thụ thai, có nghĩa là gọi là vô sinh. Còn đối với ở nam thì cũng đưa đến một cái số cái tình trạng mà rối loạn sinh dục nam, chẳng hạn như bệnh nam thì có thể có cái trường hợp mà vú to ở nam giới, hay hoặc là tình trạng mà giảm cái lượng testosterone, rồi bệnh nhân có thể suy giảm chức năng về tình dục, có thể bệnh yếu sinh lý, hoặc là có thể đưa đến tình trạng giảm ham muốn tình dục và liệt dương chẳng hạn. Như vậy thì thưa bác sĩ, không biết là tại sao mà chúng ta lại bị căn bệnh này, nguyên nhân chính của nó là đâu? Cái nguyên nhân chính của cái prolactin mà được tiết ra từ một cái khối u thì khối u này thường thường nó định vị ở cái vùng của tuyến yên. Thứ nhất, thứ hai nữa là trong trường hợp cái có sự quá sản của một số tế bào của tuyến yên cũng có gây tăng tiết prolactin. Và thứ ba nữa là có trường hợp bị viêm tuyến yên do tự miễn hoặc là một số bệnh lý về nội tiết như là bệnh suy giáp hoặc một số bệnh lý của từ thượng thận thì nó cũng gây ra cái tình trạng mà làm tăng tiết khá nhiều cái nguyên nhân để dẫn đến căn bệnh này. Và cụ thể thì như bác sĩ chia sẻ đó, giới tính nam và nữ đều có nguy cơ mắc căn bệnh này, đúng không ạ? Nhưng cái độ tuổi có bị giới hạn hay không, hay là chỉ nằm trong một cái vùng tuổi nào đó, hoặc là ở cái độ tuổi nào cũng có nguy cơ bị? Rất có nhiều nguy cơ bị ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên thường thường về giới tính thì có thể nữ bị nhiều hơn là nam. Thưa bác sĩ, như vậy thì bệnh nó thường có những cái triệu chứng và dấu hiệu như thế nào? Thường thường nếu mà cái u mà nó kích thước nhỏ, thí dụ kích thước nó dưới 10mm thì bệnh nhân chỉ có triệu chứng đa số là triệu chứng tiết sữa ở cái đầu vú thôi. Nhưng mà nếu khối u nó lớn, có dấu hiệu chèn ép thì bệnh nhân có thể có triệu chứng như là bệnh nhân đau đầu, hoặc là bệnh nhân bị có thể là liệt cái cơ vận vàng vận nhãn, do chèn ép dây thần kinh, phải không kinh, rồi có thể liệt cơ vận nhãn. Hoặc là nếu một khối u lớn thì có thể là có sự chèn ép ở cái vùng mà giao thoa thị giác chẳng hạn, thì bệnh nhân có thể làm thu hẹp cái thị lực, thu hẹp thị trường và giảm thị lực. Bệnh nhân có sự tiết sữa ở đầu vú, hoặc là có cái tình trạng mà rối loạn kinh nguyệt như là thiểu kinh hay hoặc là vô kinh. Vâng, như vậy thì với căn bệnh này, những cái biến chứng nguy hiểm nhất nếu mà chúng ta không điều trị kịp thời là gì thưa bác sĩ? Nếu mà chúng ta không điều trị kịp thời, những biến chứng nguy hiểm nhất thì thường thường xảy ra, thí dụ như khối u nó lớn quá, to quá thì bệnh nhân có cái triệu chứng làm cho bệnh nhân nhức đầu nhiều. Và cũng như mình trình bày ở trên thì khi mà cái bú adenom, cái tuyến yên nó to quá thì nó có thể nó chèn ép vào một cái giao thoa thị giác. Thì nó làm cho mù mình luôn. Giảm thị lực, hoặc là mình thu hẹp cái tầm nhìn, cái thu hẹp cái thị trường,
làm cho bán manh ở cái vùng thái dương. Hoặc là nếu mà trường hợp mà cái khối u nó xâm lấn, nó lan ở vùng bên thì có ảnh hưởng tới cái thần kinh của sọ, như là thần kinh 3, thần kinh 4 và thần kinh 6, ảnh hưởng tới cái vấn đề cơ mà vận nhãn. Vâng, cảm ơn những thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ để chúng ta có một cái nhìn đầy đủ hơn về căn bệnh u tiết prolactin, một trong những căn bệnh khá là nguy hiểm mà cũng đã có người tử vong vì căn bệnh này, cho nên rằng phương pháp điều trị chắc chắn là điều mà quý vị đang chờ đợi. Mời quý vị cùng đón theo dõi phần tiếp theo. Thưa bác sĩ, như vậy thì với căn bệnh u tiết prolactin này, chúng ta có những phương pháp điều trị nào cụ thể không? Và nếu điều trị có triệt để dứt được hay không? Có tái đi tái lại hay không thưa bác sĩ? Về phương diện điều trị thì thường thường cái u tiết prolactin có 3 phương pháp điều trị. Phương pháp điều trị thứ nhất là điều trị về nội khoa. Phương pháp điều trị thứ hai là điều trị về phẫu thuật. Và phương pháp thứ ba người ta gọi là xạ trị, nhưng mà thực sự là điều trị bằng chất phóng xạ. Thì cái phương pháp điều trị nội khoa là có cái một số nhóm thuốc sau đây. Thứ nhất là ta dùng cái nhóm gọi là promogriptin, mà cái tên thị trường của nó là bạc đô đen. Hoặc là một cái nhóm thứ hai là cabergoline, mà cái tên thị thương mại của nó là Dostinex. Thì cái thuốc này nó có tác dụng là ức chế sự tiết cái chất prolactin. Và cái tác dụng thứ hai của nó là giảm kích thước của cái bú. Nếu mà trong trường hợp cái bú nó quá nhỏ, bú nó nhỏ, kích thước nhỏ, còn nếu bú lớn thì bắt buộc phải chỉ định phẫu thuật. Thì phương pháp thứ hai điều trị là chỉ định phẫu thuật. Chỉ định phẫu thuật khi nào mà chúng ta thấy là cái điều trị nó thất bại, điều bằng trị nội khoa bằng thuốc thất bại. Ví dụ thuốc vô mà cái lượng prolactin nó không có giảm, thì chúng ta nên khuyến cáo chúng ta nên điều trị bằng phẫu thuật. Và thường thường thì đa số bác sĩ ta thích dùng cái thủ thuật qua đường xương bướm đối với bác sĩ ngoại khoa đó để mà bóc tách và lấy khối u ra khỏi cơ thể. Và cái phương pháp thứ ba khi mà điều trị phẫu thuật hay là nội khoa nói chung là thất bại không thì ta mới dùng thì phương pháp thứ ba. Tại phương pháp điều trị phóng xạ thì người ta cũng rất là hạn chế. Đó, thì có thể người ta dùng cái chất đồng vị phóng xạ để người ta điều trị cái khối u của tuyến yên. Và khi mà điều trị phóng xạ thì cũng có trường hợp mà ta sau phẫu thuật hoặc điều trị kết hợp với điều trị nội khoa để mà kiểm soát làm sao cho cái lượng protein nó giảm xuống. Thưa bác sĩ, với những phương pháp điều trị cụ thể là 3 phương pháp bác sĩ chia sẻ đó, thì nội khoa là điều không phải bàn, phải dùng thuốc rồi can thiệp phẫu thuật. Cái tỷ lệ thành công phẫu thuật thành công đạt tỷ lệ bao nhiêu đến thời điểm hiện tại? Cái tỷ lệ thành công nói chung là cũng 80-90%. 80-90%. Nhưng mà còn điều trị nội khoa đó, nếu mà cái bú nhỏ kích thước dưới 10mm thì cái khả năng điều trị nội khoa cũng khá là tốt. Khoảng 3/4 trường hợp có thể thành công. Vâng, như vậy là rõ ràng chúng ta vẫn phải điều trị theo từng cái quy trình trước là nội khoa trước, nếu không kết quả là phẫu thuật và sau đó là xạ trị là phương pháp cuối cùng để có thể điều trị căn bệnh này. Và với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những thư của khán giả gửi về thắc mắc về nội dung căn bệnh này. Mời bác sĩ cùng nghe và cùng đến với câu hỏi đầu tiên của một bạn khán giả có nội dung như sau. Thưa bác sĩ, em năm nay 24 tuổi, chưa lập gia đình. Dạo gần đây em thấy ngực tiết sữa nhưng vòng kinh vẫn rất đều đặn. Em có đi khám và được biết bị tăng prolactin trong máu cao gần 1.000. Đi chụp CHT thì thấy có khối u tuyến yên nhỏ. Bác sĩ bảo ảnh hưởng đến khả năng sinh con sau này. Em hoang mang lắm vì em còn chưa lập gia đình. Hiện tại triệu chứng của em là không đau đầu, kinh nguyệt đều đặn, chỉ bị tiết sữa thôi. Vậy không biết có ảnh hưởng gì khả năng sinh con sau này không thưa bác sĩ? Mong bác sĩ chỉ dẫn giúp cho. Mời bác sĩ tư vấn cho vị khán giả này. Chào cháu. Thì như là cái trình bày của cháu thì đây là một cái trường hợp mà u tiết cái chất prolactin. Thế thì trong trường hợp này của cháu thì mình nên khuyên là cháu phải đi khám bệnh và điều trị, uống thuốc, kiên trì điều trị uống thuốc đều đặn theo chỉ định của bác sĩ. Mà trường hợp năm nay thì chỉ cần cái điều trị bằng nội khoa, bằng thuốc. Thí dụ bác sĩ có thể cho điều trị bằng bạc lô đen hay là Dostinex. Thì khi mà điều trị rồi giảm kích thước cái u ở tuyến yên rồi và cái lượng prolactin giảm xuống thì lúc đó các khả năng thụ thai mới có thể được. Và cuối cùng thì xin chúc cho cháu cố gắng theo dõi điều trị và đạt được kết quả tốt. Cảm ơn lời tư vấn của bác sĩ. Và tiếp theo sau đây nữa sẽ là một câu hỏi mà khán giả đã gọi về tổng đài. Mời bác sĩ cùng nghe. Xin chào bác sĩ. Năm nay em 29 tuổi, lấy chồng được 2 năm rồi nhưng vẫn chưa có con. Kinh nguyệt của em không đều. Khi đi khám thì kết quả là bị u tuyến yên. Sau khi mổ xong thì nội tiết prolactin vẫn cao. Bác sĩ cho em uống thuốc Dostinex 1 tuần trên 1 viên. Em uống gần 1 năm nay rồi. Mỗi tháng đi kiểm tra một máu một lần.
nhưng tháng nào cũng ở mức 3.348. Kinh nguyệt của em lịch trở lại bình thường, nhưng hiện tại thì em vẫn chưa có con. Xin bác sĩ cho em biết tình trạng của em phải chữa như thế nào ạ? Khi nào thì em mới có con được? Xin cảm ơn bác sĩ. Mời phần tư vấn của bác sĩ. Chào cháu. Trong trường hợp này thì chúng ta đã biết rằng khi mà cái lượng protein tăng cao thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái thời kỳ mà làm giảm cái lượng progesterone và ảnh hưởng tới làm rút ngắn thời kỳ hoàng thể, do đó rất là khó khả năng thụ thai. Thì trường hợp của cháu đã uống thuốc Dotinex, cái liều cũng là tương đối rồi, nhưng mà cái lượng protein vẫn còn cao. Thì như vậy là chúng ta phải kiên trì điều trị và phải theo dõi ở một bác sĩ chuyên khoa về cái ngành nội tiết, chuyên khoa về cái ngành tuyến yên, để mà bác sĩ có thể thay đổi lượng thuốc hoặc thay đổi liều lượng thuốc hoặc đã là thay đổi phương pháp điều trị. Thí dụ chẳng hạn như là điều trị, đã điều trị nội khoa, đã điều trị phẫu thuật rồi, chưa hiệu quả thì có thể bác sĩ sẽ thay đổi phương pháp thứ ba là điều trị bằng chất phóng xạ chẳng hạn. Thì cái việc điều trị này nó không thể mà nhanh chóng được, phải đòi hỏi cái sự kiên trì và theo dõi liên tục thì mới đạt được cái hiệu quả như mong muốn. Và khi mà cái lượng prolactin trở lại bình thường thì mới hy vọng là cái việc có thai mới không bị cản trở. Và cuối cùng là xin chúc cháu cố gắng điều trị và kiên trì để đạt được cái hiệu quả như mong muốn. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn vị khán giả vừa rồi. Và nếu có thắc mắc gì, đừng ngần ngại, hãy cứ gửi câu hỏi về chúng tôi và chắc chắn là bác sĩ sẽ có lời giải đáp. Và một câu hỏi nữa bác sĩ, với bệnh u tiết prolactin này thì khi mà chúng ta điều trị rồi, có dấu hiệu thuyên giảm rồi, thì có nguy cơ tái phát lại là có hay không? Và nếu có thì là bao nhiêu phần trăm? Nói chung là cái điều trị bằng nội khoa thì kết quả của nó chiếm khoảng 3/4 trường hợp, mà cũng tùy thời gian điều trị nữa. Nếu mà điều trị đủ thời gian, thí dụ thời gian điều trị 1 năm hoặc 2-3 năm, chứ nếu mà điều trị nửa chừng, thí dụ mình điều trị vài tháng mà khi mình xét nghiệm lại mình thấy cái lượng prolactin nó ổn định rồi thì mình ngưng thì lúc đó nó dễ bị tái phát. Với căn bệnh cụ thể như là u tiết prolactin thì bác sĩ có cái lời khuyên nào cho những quý khán giả đang theo dõi chương trình và quan tâm đến căn bệnh này? Thì nhất là ở phụ nữ, thì khi mà chúng ta thấy có những dấu hiệu như là chảy sữa ở cái vùng ngực hoặc là có dấu hiệu đau đầu hay dấu hiệu rối loạn kinh nguyệt thì lúc đó cũng chúng ta phải nên đi khám và để xét nghiệm cái định lượng chất protein trong máu, là một xét nghiệm cũng tương đối không phải là phức tạp lắm. Và khi mà bác sĩ phát hiện ra cái lượng protein trong máu tăng cao thì lúc đó bác sĩ sẽ tiến tới một cái giai đoạn thứ hai là cho chúng ta chụp hình cổ hố yên, chụp hình đầu. Thì nói chung là tất cả các mục đích điều trị nội khoa cũng như phẫu thuật là đều làm sao để ổn định, làm sao cho cái lượng prolactin trong máu nó trở lại hàng số, trở lại cái số chỉ số bình thường. Để mà bệnh nhân có thể sau này, tại vì đối phụ nữ cái chức năng quan trọng nhất là vấn đề làm sao sinh sản, làm sao cho phụ nữ có con thụ thai dễ dàng. Thưa bác sĩ, với cái căn bệnh u tiết prolactin này thì chế độ dinh dưỡng có ảnh hưởng gì đến căn bệnh hay không? Thật ra cái vấn đề mà tăng tiết protein thì vấn đề chế độ dinh dưỡng cũng không được đặt ra. Không ảnh hưởng nhiều, cho nên là chúng ta vẫn cứ ăn uống thoải mái, giữ một lối sống lành mạnh, ăn uống đầy đủ chất, nghỉ ngơi hợp lý để có một môi trường sống thật thuận lợi. Bên cạnh đó chúng ta nên có thói quen là đi gặp bác sĩ thường xuyên để chúng ta có lời khuyên chân thành nhất quý vị nhé. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin chào bác sĩ. Xin cảm ơn Phương MC Phương Hiếu và xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi buổi trò chuyện hôm nay. Thưa quý vị, hy vọng với những thông tin mà chương trình mang lại đã giúp ích thật nhiều cho quý vị để bảo vệ sức khỏe chẳng những cho bản thân mình mà còn cho cả những người thân yêu nữa. Một lần nữa chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Đừng quên bật TV vào khung giờ tuần sau để đón theo dõi chương trình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.